Đây là VF9, mẫu xe đầu bảng nhà VinFast. Anh em sẽ lựa chọn thảm lót chân nào? Thảm chắc chắn phải lựa chọn Kata, số 1 Việt Nam và vươn tầm thế giới. Như vậy nó mới xứng với VinFast. Nhựa PVC không độc hại, mặt trên chống nước chống bụi rất tốt, mặt sau thì có chống trượt. Thiết kế nguyên zin xe nên em đặt phát là vừa in kit luôn. Lắp đặt thì rất đơn giản anh em nhé, chỉ việc đặt vào này. Cài chốt an toàn. Xong, phẳng ly. Tương tự như vậy với bên phụ. Với hàng ghế thứ hai. Quá đẹp. Tiếp theo là hàng ghế thứ ba. Ở hàng 3 thì anh em lưu ý có thêm phần tai này nhá, rất sạch. Và cuối cùng là khay lót cốp. Có cái này anh em thoải mái tự tin chở đồ hải sản ngày hè nhá. Không độc hại, thiết kế theo xe nên vừa như in. Rất nhiều màu sắc để anh em lựa chọn. Có thể chọn bản thường, may viền hoặc bản pro, ép viền.